Xin chào cả nhà, hôm nay mình lại tiếp tục tới nhà vườn của chị Huệ ở ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để quay giao lưu với cái nhà một số cây mai tàn mình về mình chơi Tết nha nhà. Rất mong cả nhà mình xem tham khảo và ủng hộ chị Huệ nha. Dạ em chào chị. Dạ em chào tổng nha. Dạ. Em chào cô chú anh chị nha. Nay em có một số có lô mai tàn không thần chậu nữa ha. Dạ. Đảo ghim. À, 2-6, 12 cánh nha, em giao lưu với cả nhà nha. Đó, anh chị nào thấy hợp nhãn ủng hộ giúp em nha. Dạ rồi. Dạ. Rồi cả nhà mình tham khảo cái lô mức giá đầu tiên nha cả nhà. Đây như cây này. À, chị cho em xin thông số đi chị Huệ. Rồi. Chị đo. Vườn mình cũng cái lô này mình cũng có vài chục cây thôi hả chị Huệ. Đúng rồi. Có dạ. 80 tám mấy cây em. Có 80 tám mấy cây rồi cả nhà, cũng gọn đó nha. Cả nhà có lấy số lượng thì cứ liên hệ chị Huệ ha cả nhà. Hoành 22. Rồi, hoành cho nó là 22 cả nhà. Rồi đây ha. Chiều cao. Chiều cao là 1m6, 1m7. Dạ, 1m7 cả nhà. Rồi tán ngang như chị. Dở tán riêng ngang là 1m3. Rồi tán ngang 1m3. Ừ. À, chị cho em tham khảo một vòng thử cây này đi chị Huệ. Dạ, để chị xay. Rồi, sáng mình mới tưới cho nên cái lá nó bị rủ xuống cả nhà. Nước mưa nước mình mới tưới á. Rồi cả nhà mình tham khảo một vòng nha cả nhà. Đây. À, nguyên cái lô này mình vô chỗ 5 hết hả chị Huệ? Đúng rồi, chỗ 5 không em. Dạ, đây cả nhà. Cũng khá là tròn ha, tàn thông nè cả nhà. Rồi. Rồi được đó chị Huệ. Rồi cả nhà mình tham khảo ha. Thì giờ cái lô này dao động là hoành là từ 18 cho tới 21, 22 ha. Dạ. À, ngang thì là 1m2 đến 1m5. Dạ. Cao là 1m5 ăn lên cho tới 1m9 nha. Dạ rồi. Tại cây này lùng lực chưa không coi. Dạ. Rồi cả nhà mình vô đây mình tham khảo nha cả nhà. Rồi thầm mình xem cái dạng nút nụ nha cả nhà. Nút nụ. Cái này mình thường chậu được bao lâu rồi chị Huệ? 1 năm á. Dạ 1 năm. Mùa à. Dạ. Cái này mình mới tưới cái nhà cho nên lá nó hơi bị sệ sệ xuống. Đúng rồi. Sáng sớm mình mới tưới cái nhà. Rồi, hang nút nụ đây cả nhà. Đây, hang nút nụ đây ha. Đây cả nhà ơi, sáng sớm mình quay cái lá còn xanh mướt luôn cả nhà. Nút nụ là bao nút nụ luôn á. Dạ. Rồi, ở trên đây cũng có nút nụ rồi cả nhà. Đây, hang nút nụ đây cả nhà. Khúc nào cũng có nút nụ cả nhà ơi. Cái này mình dán lá lên là nút nụ dữ luôn á cả nhà. Rồi, đây cả nhà tham khảo á. Như cây này thì mình giao luôn sao chị Huệ? À, thì 900.000 một cây ha, em bao phí vận chuyển luôn. Dạ. Nhà cho mình luôn. Anh chị nào mà có nhu cầu lấy số lượng á, dạ, vài chục cây thì tới vườn lựa rồi em để giá sỉ cho mình về bán Tết. Rồi, dạ. 900.000 một cây cả nhà. Giá này mình bao ship luôn ha. Dạ. À, cả nhà lấy số lượng hoặc là mình lại vườn thì có giá tốt cho cả nhà nha cả nhà. Đúng rồi. À, tiếp theo mình tham khảo thêm vài gốc nữa chị Huệ. À, cái hoành cây hồi nãy chị có đo rồi phải không chị? Đúng rồi. Dạ. Cái cây ở đây cái đế chủ yếu là nó cũng bình thường. Cái đế đúng rồi, cái đế chỉ nở nở ra thôi chứ không có rễ nha. Dạ. Không có rễ nổi không rồi có. Rồi đây cái nhà cái đế nó cũng không có gọi là xử lý đế gì hết trơn nha cả nhà, đế bình thường thôi ha. Rồi như cây này thì cái thông số nó làm sao đây chị Huệ? Để chị đo. Dạ. Nó có mặt hoa luôn kìa. À có mặt hoa luôn. Đây tàn thông nè cả nhà. Rồi cây như vậy mình giao lưu giá là 900.000 cả nhà. Để chị xem qua chị ấy. Dạ. Tại vì nó thấp quá đó. Mới tưới lửa vô nhẹp. Cái thấp thân thấp. Hoành 23. Ủa sao cây này hoành lớn quá vậy? Hoành 23 hả chị? À, mình cũng có lọc trọt. Cũng có lộn xộn vô đó. Cũng có lọc trọt như có những cây nó trội hơn, hoành nó lớn hơn cả nhà. Rồi chị cao tán ngang như cây này khoảng chuyện nhiêu chị? Để chị đo cây. Dạ, cây này cũng khá là bùm xùm rồi cả nhà. Thì ở trên clip mình chủ yếu mình giới thiệu nguyên lô cả nhà chứ mình không có đo chi tiết cây. Cây này 1m9 nè. 1m9. Ừ. Dạ. Tán ngang chị ơi. Chị ta tán ngang. Hoa từ 6 cho tới 12 cánh cả nhà. Đúng rồi, 1m4. Dạ. 1m4 cả nhà. Có gì thì cả nhà cứ liên hệ số điện thoại chị Huệ, mình để bên góc trái màn hình bên đây cả nhà. Chị Huệ có thể lựa một vài cây cho cả nhà mình tham khảo được thì ủng hộ nhà vườn chứ không sao nha cả nhà. Mình cứ tham khảo thoải mái. Rồi, đây cả nhà ơi. Đó, mặt hoa. Để mình lại gần. À có cái mặt hoa. Rồi cho em xin. Mặt hoa này cả nhà. Ở dưới này nó cũng có nè. Tại chị. Dạ. Rồi mình tham khảo nút nụ đi chị Huệ. Đây, nút nụ nè. Nụ dữ lắm nụ. Đây, cả nhà ơi, nút nụ đây. Phải ấy cái lá nè. Ấy cái lá lên nè. Dạ dạ. Rồi nút nụ đây cả nhà. Hàng nói chung là lúc này mai Tết, mai ghép hay mai tàn gì cũng phải có nút nụ hết rồi cả nhà. Cây phải xử lý nút nụ hết mới Tết mình có bông được chứ. Rồi đây cả nhà mình tham khảo ha. Nói chung là cái cây giao cho cả nhà chắc chắn không có nút nụ chơi Tết. Đúng rồi. Cả nhà cứ an tâm gì đó nha. Bao nút nụ cho mình á. Dạ. Tại vì cả nhà ơi, cả nhà mình nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho nên cả nhà đừng lo chuyện đó. Mình á, nhận hàng mình nhận cây mà không có như á, lời của
nhà vườn mình chia sẻ thì mình sẵn sàng mình không nhận, đó chuyện rất là bình thường, cả nhà cứ an tâm chuyện đó nha, mình cứ tham khảo thoải mái, được thì mình cây này đủ thấy ham luôn á. Dạ, cây này cũng tròn do hả chị Huệ? Đúng rồi, cây nào cũng mấy hết trơn á, cũng tròn. Dạ, đây mới tưới nên cho nên lá nó hơi xệ thôi, nhưng mà trưa nắng lên là lá nó dựng lên hả cả nhà. Đây ha, rồi cả nhà mình tham khảo nha. Này là hoành 17,5 tính 17 thôi nha em. Dạ. Tại vì có lọt chọt cũng có xê xích nhau á. Dạ. Cũng có một số hoành nó hơi ấy, hoành nó hơi lớn, hoành nó hơi nhỏ một chút vậy đó. Dạ rồi, chiều cao tán ngang cây này khoảng chừng nhiêu chị? Để chị đo coi. Dạ. Cây này chắc mét rưỡi chứ chị. Mà đa phần cái hoành thân của cái lô này khoảng chừng 18, 19, 20, 21 rồi nhiều hả chị? Đúng rồi. Dạ. Cây này hoành nhỏ nhưng mà được cái tàn nó bùm xùm đó nha. Dạ được rồi chị. Mét tư. Ờ, 1m4. Rồi cả nhà mình tham khảo một vòng mà chị điện thoại xây giúp em một vòng hả chị. Chỗ này chỗ 5 cũng không có nặng lắm đó nha. Ờ đây ha, giá là 900 ngàn mình bao ship đó nha. Rồi. Đây. Cây này thì cái gốc nó hơi nghiêng xíu, mình về mình chỉnh lại là ok cái nhà, không sao hết nha. Tại hầm vô á. Dạ. Nó tưới nhiều khi nó lại. Hỏi cây này nụ quá trời luôn chị. Nụ quá nụ. Dạ được rồi chị, để em quay nụ cả nhà mình tham khảo. Nụ cũng dữ á. Ôi mé bên đây thấy vàng ươm hết trơn nè cả nhà. Trời ơi, nụ nó lên cái màu giống như mỡ gà cả nhà. Đây ha. Quá chừng luôn nè cả nhà. Cả nhà tham khảo ha. Được thì ủng hộ nhà vườn cả nhà ơi. Ừ. Hoặc là cả nhà lấy hết nguyên lô á, chị Huệ sẽ để cái giá tốt cho cả nhà ha. Đây cả nhà. Hồi nụ nè. Tại này lô này cũng của mẹ già nè. Dạ. Nên đi chợ không được nên đã để giá mềm cho anh chị chơi. Dạ rồi, vậy là chị quay giúp giúp mẹ. Bác bán ha. Dạ. Rồi đây cả nhà. Rồi, cho nên bác cũng bác lớn tuổi cho nên làm cũng không nhiều cả nhà, chỉ có 80 cây thôi. Cả nhà mình tham khảo thì cũng có một số cây nó nhỏ nhỏ hơn á, thì cả nhà có điều kiện mình lại vườn á cả nhà. Thì chị Huệ sẽ để giá mềm cho cả nhà ha. Đúng rồi. Dạ. Rồi đây cả nhà ơi. Chủ yếu hôm nay là trên clip mình giới thiệu nguyên một cái lô này thì mình bán với giá là 900 ngàn bao ship nha cả nhà. Một cây mình cũng bao ship nữa nha. Đây nút nụ nữa cả nhà. Quá chừng nụ luôn nè cả nhà. Nụ dữ lắm nụ. Trên này nụ cả nhà. Ôi nhìn thấy mê luôn á. Cái này giờ không có chơi lá nữa, giờ mình Tết mình về lãi làm chơi hoa thôi. Dạ. Yêu cầu nút nụ là đạt là được. Nụ dữ dằn nụ luôn. Có vài chục cây thôi cả nhà ơi. Rồi cả nhà mình tham khảo nha. Cứ liên hệ chị thoải mái cả nhà ơi. Nhà vườn nào cũng vậy, cả nhà cứ thoải mái liên hệ ha. Được thì mình ủng hộ nhà vườn, không được thì thôi, không sao hết. Thì đó, có gì liên hệ với số điện thoại của em vậy á. Dạ. Kết bạn làm quen thôi cả nhà, không sao hết nha. Để đo tiếp tục cây số này nha. Dạ. Mình tham khảo vài cây cả nhà. Sáng sớm nè. Đo quạnh cái chung vô không lọt. Cái thoát thân thấp quá ha. Đúng rồi. Dạ, cái lô này thoát thân thấp cả nhà. Rồi đây cả nhà ơi. Quạnh 20. Quạnh chỗ đó là 20 cả nhà. Ôi ôi nụ quá cả nhà, từ dưới lên trên luôn nè. Ghê gớm thì chứ. Quá chừng luôn cả nhà ơi. Bao nụ cả nhà cho tết luôn. Chỉ cả là 1m8. Chỉ có 900 ngàn bao ship nha cả nhà. Tán ngang mét rưỡi. Dạ. Tiền ship cũng là 100 mấy hay gần 200 cả nhà, chứ không có ít đâu. Đúng rồi, tiền cây nó hơi dạ. Tiền ship nó hơi cao. Chị Huệ cho em xin một vòng đi chị Huệ. Đúng rồi. Dạ, chị xây giúp em ha. Tại vì ở trong đây mình để hơi chặt cả nhà. Đúng rồi. Rồi đây. Cho nên mình nhờ chị chịu khó xây giúp một vòng cả nhà. Cho cả nhà mình dễ tham khảo ha. Đó. Rồi, dạ được rồi chị. Vậy. Rồi. Nói chung là nhà vườn cũng sẽ cố gắng lựa cây tròn nhất có thể của vườn để giao lưu với cả nhà ha, lựa cây đẹp cho cả nhà mình chơi Tết, chứ không phải là cây nào cứ bốc đại lựa đâu rồi giao đâu cả nhà. Đây nút nụ nè, quá chừng luôn. Cả nhà mình ở miền ngoài cả nhà, không khí lạnh á thì cả nhà lựa những cái cây cái nụ to một xíu cả nhà cho nó dễ nở Tết ha. Cứ nói nhà vườn đi, nhà vườn sẽ hỗ trợ cho cả nhà tất tần tật hết nha. Anh chị nào ở gần miền Tây mình thì cứ lấy về bán lại thì cứ vô lựa thoải mái. Dạ. Vườn mình cũng sát lộ lớn nè cả nhà cứ liên hệ chị ha. Nhà vườn mình ở ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cả nhà. Họ như cây này nụ nè cả nhà. Trời ơi, quá chừng nụ luôn cả nhà. Cái này Tết mà lặt lá ra nhìn đã lắm á ta. Lúc này thì mình xem nụ rồi nhìn thấy đã rồi đó. Rồi, đây. Cũng có mấy cây cái thoát thân nó hơi cao một xíu, mình nhìn mình thấy được cái gốc này cả nhà. À, như cây này thì nó hơi lùn hơn xíu hả vậy? Đúng rồi, cây này là 1,5m à. Dạ. Mà lùn lực cái ăn, dạ. Lùn lực. Rồi, cũng có cây này cây kia cả nhà. Rồi, để mình đi dài dài xuống nha cả nhà.
đi vô mé đây nè em, vô mé đây nó đỡ hơn bên kia, tại tưới á sình quá chừng nút nụ nữa nha, có mấy cái bông gió nó chuẩn bị nở rồi ha. Wow, cái cây này nút nụ dữ dằn cả nhà. Vậy mà xem không có nút nụ tả hàng. Dạ đúng rồi, lúc này mai không có nút nụ là không thể chấp nhận được. À, nút nụ dữ ôi lắm. Ôi, nút nụ đây cả nhà. Gần 19 rưỡi. Nhìn thấy đã ghê chưa? Ôi ôi đã ghê cả nhà, cây nhỏ nhỏ mà nút nụ ghê luôn á. Này nó bé bé xinh xinh mà nó nụ dữ lắm. Dạ, cũng có những cây nhỏ nha cả nhà chứ không phải là cây nào nó cũng lớn. Nhưng mà những cái thông số đầu clip mình báo là mình sẽ lựa những cây giống như cái thông số như vậy mình giao cho cả nhà ha, với giá là 900 ngàn bao ship. Có những cây nhỏ hơn thì giá sẽ mềm hơn, cả nhà cứ liên hệ chị ha. Rồi chứ mình không báo, nói chung là rất là nhiều mức giá chứ không phải là chỉ có một giá đó thôi, nhưng mà giá đó là giá cao nhất của vườn mình đúng không chị? Dạ đúng rồi. Dạ, đây cả nhà mình tham khảo nha cả nhà, nút nụ đây cả nhà. À, cây nhỏ thì giá mềm, cả nhà cứ liên hệ ha. Ở đây mình có một cái chùm hoa gió nè cả nhà. Rồi nó đã hoa chùm ha, 1 2 3. Cái cây 1 2 3 4 5 6, 6 bông luôn cả nhà. Một nụ xanh nó nở ra được 6 cái bông luôn cả nhà. Ồ quá chừng luôn ha, bông cũng đẹp đẹp nè cả nhà ơi. Rồi bây giờ mình tham khảo tới cái hàng nhỏ hơn xíu nha cả nhà. Rồi như cây này cả nhà. À, thông số cây này bao nhiêu chị Quỳnh? Để chị đo cái hoành thôi. Dạ. Nó cũng cùng một lô. Không mà cái này nó gốc nó bự, có tùy theo ấy à, chứ không phải cái cây nào vậy. Hoành 23. Hoành 23 nó cũng cùng một lô mà sao cái tán ngang cao, nó cao thì 1.5 m, tán ngang là 1 m à. Đúng rồi, tại vì nó nhỏ nè, nút nụ em thấy không? Cây nào cây nấy nút nụ ghê gớm không? Dạ, hoành tới 23 lần đó cả nhà. Cũng xê xích nha, chứ không phải cây vậy không nha, cũng có nhỏ lớn. Nói chung ba cái thông số đó nó cứ sang qua sẽ lại với nhau vậy cả nhà, nhưng mà cây nhỏ lớn thì nút nụ cũng rất là nhiều cả nhà ơi. À, đây cả nhà, nút nụ vàng tươi. Này nó nhỏ tại ngang mét chứ. Dạ. Thì như cây này thì mình giao lưu bao nhiêu được chị? Cái đó này 500 bao ship luôn. Cây nhỏ nhỏ gọn gọn này cả nhà. À, nhà mình thì không có không gian nhiều thì mình cũng có thể mình lựa những cây nhỏ gọn gọn này cả nhà. Dạ được rồi chị Quỳnh. Nút nụ quá trời nút nụ. Dạ. Hàng này là bao bông đẹp luôn á, bông bự không à. Rồi, mình không phải ai cũng có không gian nhiều để mình để cây lớn, thì những cây bự, những cây nhỏ như vậy nó sẽ được lựa chọn ha cả nhà. Rồi cả nhà mình tham khảo vài gốc nữa ha. Ở bên đây mình cũng có gốc nhỏ hơn nè chị Huệ, mình tham khảo cây bên đây đi ha. Đây luôn ha. Cây bên đây thì mình giao luôn sao chị? Cũng giá đó, cái lô này cũng có mười mấy gốc à, hai chục gốc à. Cái hàng nhỏ này cũng có mười mấy gốc thôi cả nhà. Hồi nút nụ cũng dữ dằn luôn nè cả nhà. Hoành cũng 20 rưỡi này, 20 dạ, đi. Dạ. Nói chung nút nụ cây này chắc đo luôn. Cây nào cũng nút nụ quá chừng tới luôn. Mét quá. Dạ, cây này nó thì lùng. Nó lùn hơn cây nãy nữa. Nó lùn. Mà nút nụ quá trời. Nó thấy cây nhỏ nhỏ vậy chứ mà tết nó nở bông kín. Mét em. Mét luôn ha. Này mét mốt mà mình tính mét đi cho nó ấy nè ha. Dạ. Rồi, tán ngang này khoảng chừng nhiêu chị? Tán ngang chắc này chắc khoảng mét. Mét luôn. Rồi đây cả nhà. Cây nhỏ nhỏ vậy chứ mà tết mình lại lá ra cái là bông nó cũng đặc rật hết trơn cả nha. Đỡ tốn diện tích đựng xíu ha. Rồi đây cả nhà, như cây này mình cũng giao lưu đồng giá luôn. Nguyên lô này thì mình giao lưu chắc cũng đồng giá luôn. Đúng rồi, đồng giá đi 500 dạ. Bao ship luôn. Rồi đây cả nhà. Mà công nhận thiệt nút nụ bao luôn ha. Nút nụ bao luôn á chị. Trời luôn, cây nhỏ mà nút nụ ghê gớm á. Cây nhỏ nút nụ dữ lắm. Cái tàn nó gọn thôi chứ bà thực sự là cái tuổi của nó cũng như nhau hết trơn à chị ha chị. Đúng rồi. Dạ. Chị phái nhất là cái bông nè. Ơi có cây có cái bông nó bự nè cả nhà. Đẹp hết sức. Để kèm mấy cánh ta. Đếm thử mấy cánh gì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mười mấy cánh luôn á. Bự nữa ha. Dạ bự nữa. Bự hơn 3 ngón tay nè cả nhà. Ghê không. Rồi đây cả nhà mình tham khảo ha cả nhà. Thì cũng có 2 lô. Với lại những cái cây nó lọt chọt ở khoảng giữa cả nhà. Thì giá nó cũng khác nữa. Cả nhà cứ liên hệ chị đi ha. Tùy mức giá. Rồi đây cả nhà mình tham khảo nha. Ở vườn lấy nguyên lô á có 80-80 mấy gốc à. Dạ. Để giá mềm cho mình về mình bán tết. Dạ rồi, đây cả nhà tham khảo nha cả nhà. Nút nụ dữ luôn cả nhà, như cây này nụ nè. Nụ nữa cả nhà, bự chản luôn nè. Cuối clip em cũng mong cô chú anh chị xem hết clip ha. Rồi xem được thì tới vườn ủng hộ giúp giùm mẹ em. Dạ rồi. Dạ lấy số lượng nhiều em để giá sỉ cho mình bán tết lại. Mong cô chú anh chị ủng hộ ha. Rồi cảm ơn cả nhà nha. Dạ rồi, cảm ơn cả nhà đã xem hết clip. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.